Dạ con xin đọc câu số 2. Mano bum băng gà mano sinh mano ma ya mana Sukamang weti Jayawa Anabayini. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu với ý thanh tịnh nói lên hay hành động, an lạc bước theo sau như bóng không rời hình. Cập chi măng à quả thi măng a di ni măng a ha si mê dê cha tăng ụp bà nan han ti năng tê sang na sam ma ti. Nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi, ai ôm niềm hận ấy, hận thù không thể nguôi. Ào cập chi măng, à hoa thi măng, a di ni măng, a ha si mê. Dễ cha tăng nô bà hà nan han ti quê răng tê su bà sâm ma ti. Nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi, không ôm hiềm hận ấy, hận thù tự nhiên nuôi. Na hi quê re na quê ra ni sam măng ti tha cu đa cha năng. A quê re na cha sam măng ti e sa tham mô sa năng ta nô. Với hận diệt hận thù, đời này không có được. Không hận diệt hận thù là định luật ngàn thu. Dạ con đã xong năm kệ, xong năm câu kệ. Dạ con thành kính tri ân sư và quý đạo hữu, con xin nhường mít lại cho đạo hữu kế. Dạ con xin xuống mít. Nam mô một bút thầy. Dạ nam mô. Dạ nam mô Bụt Tha Giá. Con thấy thời giờ bỏ qua trôi qua rất uổng. Dạ con xin đạo tràng có nghe được tín hiệu của con không ạ? Dạ kính chào Diệu Đạt. Dạ đạo tràng có nghe được tín hiệu con, xin quan hỷ cho con biết. Dạ. Dạ mô Phật. Thôi thì con xin một lần nữa, con xin kể thêm đầu cầu để chờ giảng sư đến. Dạ nếu quý đạo hữu có quan hỷ, quý đạo hữu cho Từ Mẫn xin biết tín hiệu. Dạ
Dạ xa thủ, xa thủ, dạ. Dạ, kể thêm câu số 6. Bà rê cha na vi ya năng ti ma ya me te ya ma ma se ye cha ta ta vi ya năng ti ta to sam mang ti me tha ga. Và người khác không biết chúng ta đây bị hại, chỗ ấy ai hiểu được, tranh luận được lắng êm. Câu số 6. Câu số 7. Su pa nu pa sinh vui hạ răng tăng in ri giê su a sam bút tăng hồ giả năng hi cha mặt tăng ngâm cu si tăng hi na quy ri văn tăng quê pa sa hà ti ma ro wa to ruk kha wa duk ba lăng wa to ruk khang wa duk ba lăng su pa nu pa sinh vi ha răng tăng in ri giê su a sang vúc tăng thô giả năng hi cha mặc tăng num cu si tăng hi na ri vi ri yang tăng dễ ba sa hà ti ma ro wa ro rung khăn wa đục ba lăng. Ai sống nhìn tịnh tướng, không hộ trì các căn, ăn uống thiếu tiết độ, biến nhát chẳng tinh cần, ma uy hiếp kẻ ấy như cây yếu trước gió. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, dạ con xin sám hối, dạ con không thấy sư pháp thanh đến, dạ con xin cúi đầu đảnh lễ ba ngôi tam bảo, dạ con xin sám hối, con xin chân mít lại cho sư Thanh Tâm, dạ hai đàn nguyên trang gì dạ. Nam Mô Bổn Thầy, dạ nha. Nam mô tham ma giá, nam mô sang khai giá. Dạ con Nguyên Trang. Dạ trước hết con kính đảnh lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm. Con kính đảnh lễ sư Pháp Thanh. Kính đảnh lễ chư tôn Đức Tăng Ni. Dạ con kính chàng. Dạ không biết chàng có nghe được âm thanh của con không ạ? Cho con xin tín hiệu. Dạ con cảm ơn. Dạ. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng cùng con thỉnh pháp sư ạ. Nam mô ta sa phagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô ta sa phagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô ta sa phagavato arahato samma sambuddha sa. Thamma de sana ya chana gatha brahma chalo kathipati saham bati katanchali antivarang aya chatha santi thasak tappara chakka chakka de se tammang anukambimang bacang sak thamma ferin winayan chakayan suttan chaban tham avitham macam mang
Ako tayanto chatusak chadandang papo thaneye barisa mat che. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản. Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc giả ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thịnh dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đáp mưa lành rưới khắp thế gian, bởi nhân cớ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nôi đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Và sau đây một lần nữa, thay mặt đạo tràng, kính cung thỉnh sư Pháp Thanh Vi Hoan Hỷ đăng đàn để chúng con bài học ngày hôm nay. Tăng Chi Bộ Kinh chương 3, ba pháp. Tám phẩm Ananda, bảy máu hiện hữu. Và sau đây con kính cung thỉnh bàn tay của sư ạ. Dạ sa thú, con kính dâng mít lại cho sư ạ. Con xin xuống mít ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Kính đảnh lễ chư tôn đức trưởng lão. Dạ, kính chào tất cả quý tu nữ và quý Phật tử. Dạ, cảm ơn cô Tường Mẫn, cô Nguyên Trang. Thì hôm nay chúng ta học đến cái câu thứ 76, hiện hữu. Hôm nay cũng có công việc đột xuất cho nên chắc là xin phép kết thúc sớm. Thỉnh chư tăng duy trì tiếp cái buổi sinh hoạt. Vì hôm nay hãy đi về với chùa Pháp Bảo, đi cùng với chư tăng và Phật tử xuống đám tang của thân phụ của ngài Hòa thượng Thiện Pháp ở Gò Công. Cho nên là xin phép rời rung sớm. Và sau buổi sinh hoạt này thì cũng xin quý vị Quan Hỷ là xin tạm vắng một thời gian, một hai tháng, do chuẩn bị lễ dân y, bận rộn công việc, cho nên là xin tạm nghỉ một tháng. Đến khoảng 19-20 tháng 11 thì sẽ vào luôn sinh hoạt trở lại. Mong chư tôn đức cũng như tất cả quý vị Quan Hỷ. Và bây giờ xin đọc phần chánh kinh. Hiện hữu. Rồi tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn. Sau khi đi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: Hữu, hữu, bạch Thế Tôn, được nói đến như vậy cho đến khi nào bạch Thế Tôn được xem là có hữu? Này Ananda, nếu không có hành động và sự chín mùi của dục giới, thời dục hữu có thể trình bày được không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Như vậy, này Ananda, nghiệp là thửa ruộng, thức là hạt giống, ái là sự nhận ước. Chúng sanh bị vô minh che lấp, bị ái trói buộc nên thức được an lập trong giới thấp kém. Như vậy, trong tương lai có sự tái sanh, sanh khởi. Như vậy, này Ananda, Ananda, hữu có mặt. Hai. Và này Ananda, nếu không có hành động và sự chín mùi của sắc giới, thời sắc hữu có thể bài được không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Như vậy, này Ananda, nghiệp là thửa ruộng, thức là hột giống, ái là sự nhận ước. Chúng sanh bị vô minh che lấp, bị ái trói buộc nên thức được an lập trong giới bậc trung. Như vậy, trong tương lai có sự tái sanh, sanh khởi. Như vậy, này Ananda, hữu có mặt. 3.
Và này Ananda, nếu không có hành động và sự chín mùi của vô sắc giới, thời vô sắc hữu có thể trình bày được chăng? Thưa không, bạch Thế Tôn. Như vậy, này Ananda, nghiệp là thửa ruộng, thức là hột giống, ái là sự nhận ước. Chúng sanh bị vô minh che lấp, bị ái trói buộc, nên thức được an lập trong giới bậc thù thắng. Như vậy, trong tương lai có sự tái sanh, sanh khởi. Như vậy, này Ananda, hữu có mặt. Thì trong cái phần chánh kinh, cái đoạn này là Đức Phật đề cập đến vấn đề mà hữu, hay là chúng ta còn gọi là cái sự tái sanh. À, nó có những cái danh từ đồng nghĩa như là hữu, sanh hữu. À, hữu nó có hai, nghiệp hữu là những cái nhân để tạo nghiệp, thì nó gồm có ba cái nhân bất thiện, tham, sân, si. Ba nhân thiện, vô tham, vô sân, vô si. À, những cái nhân này gọi là nghiệp hữu. Rồi, chính vì có nghiệp hữu á, mới đưa đến sanh hữu, là chính giờ cái tác ý, cố ý. À, giống như quý vị ở trong cái giới sát sanh, cố ý giết. À, chính cái tác ý, cố ý đoạt mạng sống của một chúng sanh tạo thành cái nghiệp hữu. À, chính cái nghiệp hữu này đó, à, những cái hành động cố ý này, nó sẽ có cái năng lực dẫn dắt, à, chúng sanh đi đến những cái cảnh giới để trả, à, những cái nghiệp tương ứng. À, rồi quý vị còn nghe nói là hữu dư y. À, hữu dư y đó là cũng là cái sanh hữu. À, cái hữu hữu dư hay là hữu dư y đó là chỉ cho các bậc thánh hữu học. À, mặc dù các ngài đã đạt đến những cái tầng thánh, à, đoạn trừ, không rơi vào khổ cảnh, nhưng vẫn còn tái sanh. Cho nên cái hữu dư y á, là cái sự tái sanh luân hồi còn không quá bảy kiếp nữa. À, còn đến bậc A La Hán thì coi như là vô dư, à, là không còn tái sanh nữa. À, chúng ta hiểu biết những cái danh từ như vậy. Rồi ở đây, à, chính vì những cái hành động cố ý nó tạo nghiệp, thì Đức Phật nói là nghiệp ví như là cái thửa ruộng. À, rồi thức là hạt giống. À, chính vì cái năng lực khi mà chúng ta tạo nghiệp, à, khi chấm dứt cái tuổi thọ của kiếp hiện tại, à, do cái năng lực của nghiệp báo, à, đưa cái thức tái sanh là đi nương gá vào một cái cảnh giới, à, phù hợp với tất cả nghiệp đã tạo. À, nếu những chúng sanh tạo những cái nghiệp bất thiện nặng, à, nhiều, thì những chúng sanh này sẽ đi đến những cái cảnh giới thấp thỏi khổ đau. Ha. Rồi ái là cái sự ẩm ướt. À, cái chính nhờ cái hạt giống mà nó nảy nở được, à, sanh đâm chồi được, là phải có cái độ ẩm. À, bây giờ quý vị muốn trồng một cái hạt giống gì đó thì sao? Cái phải có đất. Là đất là để cái nâng đỡ, để nương tựa. Rồi phải có nước, có độ ẩm, tưới cho nó ướt cái vùng đất đó.
à, ướp cái chậu đó, đó khi mà có độ ẩm phù hợp thì cái hạt giống nó sẽ nứt mầm nảy nở. Và như vậy đó thì thức cái được an lập, tức là một cái sự tái sanh nó thành tựu. Thì cái tái sanh của một chúng sanh ở đây đó, nó gồm có hai thành phần: vật chất và tinh thần. À, vật chất tức là nõn châu và tinh trùng, nó tạo thành cái vật chất là sắc. Còn cái thức ở đây chỉ cho thức tái sanh trong cái giai đoạn từ một kiếp sống cũ chuyển sang một cái kiếp sống mới, thì nó được dẫn dắt bằng cái thức, còn gọi là cái thức nối liền, là thức tái sanh, là nó có ý nghĩa như vậy. Rồi mà cái sự tái sanh này nè, do cái tham ái, cho nên là Đức Phật nói là bị ái trói buộc, ở đây là như vậy. Thì chúng ta nhìn vào cái thập nhị nhân duyên á, nó có nguồn cội, tức là ở ngay giữa trung tâm cái sơ đồ của 12 nhân duyên á, là nó có hai cái nhân là vô minh và ái. Chính đây là cái nguồn cội, căn cội để mà tất cả những cái phiền não tạo nghiệp và trói buộc chúng sanh vào cái cổ máy sanh hồi. Vô minh và ái này chỉ có đoạn trừ, tận trừ là khi chứng đắc quả vị A-la-hán. Cho nên khi một chúng sanh mà không hiểu biết, tạo những cái bất thiện nghiệp, hay là những chúng sanh tạo những cái thiện nghiệp nhưng mà mong muốn tái sanh ở trong cõi dục để thụ hưởng sắc thinh vị xúc, nên là những chúng sanh này đó, nếu mà tạo thiện nhiều do cái năng lực nghiệp nó dẫn dắt, rơi vào khổ cảnh. Còn những chúng sanh tạo những cái thiện nghiệp nhưng còn có cái tâm tham luyến để hưởng thụ vật chất dục lạc thế gian thì sẽ tái sanh ở trong cõi dục giới. Rồi những chúng sanh tạo thiện nghiệp bằng cách là tu tập các đề mục bằng thiền sắc giới, do cái năng lực mà do cái tác ý cố gắng tu tập để chứng đắc các tầng thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, sắc giới, thì những chúng sanh này đó tái sanh về những cái cảnh giới chư thiên, phạm thiên ở cõi sắc giới để hưởng được những cái thiên xúc thiên lạc ở cõi trời. Thì ở đây Đức Phật gọi là bậc trung á, là gì á, những cái chúng sanh ở cõi trời sắc giới thì cái sắc nó vi tế hơn. Thí dụ như ở cõi người thì cái sắc nó thô, nhưng mà những cái vị chư thiên mà ở cõi dục giới á, thì cái sắc nó vi tế hơn là cõi nhân loại. Rồi nếu mà những cái vị chư thiên, phạm thiên ở cõi sắc giới thì nó cái sắc nó vi tế hơn là cái cõi dục giới. Rồi cái những cái vị mà tu tập các đề mục vô sắc, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền vô sắc, hay là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng, phi vi tưởng xứ, thì những vị này sau khi mà chứng đắc các cái tầng thiền vô sắc á, sau khi mà thân hoại mạng chung thì các vị này tái sanh về cõi trời vô sắc. Thì ở đây đó chỉ còn cái tâm nhưng mà không còn cái sắc,
cho nên là gọi là thù thắng. À, thù thắng ở đây là gì? Nó chỉ còn cái thức, cái tâm một cách vi tế. À, các vị này không còn cái sắc nữa, cho nên Đức Phật nói là thù thắng. À, ở đây là nói về cái ba cấp độ. Cái cấp mà thô là như cõi người, à, chư thiên cõi dục giới. Rồi cái bậc trung là chư thiên ở cõi sắc giới. Và cái thù thắng là ở cõi vô sắc. Thì chúng ta biết rằng do sự cố ý, chính vì cái sở hữu tư chê-ta-na, cái cố ý làm, quyết chí để làm, cho nên do cái sự cố ý quyết tâm nó tạo thành nghiệp. Ví dụ chúng ta trong sát sanh, chúng ta biết rằng chúng sanh đó còn sống có thức tánh, nhưng vì cái sự cố ý giết, ráng sức giết, và chúng sanh đã chết vì cái sự cố ý đó. Thì chính vì cái sự cố ý này mà chúng ta bị đứt giới sát sanh, phạm vào cái nghiệp bất thiện. Chính do cái nhân là cái sự cố ý ráng sức, quyết chí quyết ý để làm, cho nên nó là chúng ta cần phải kiểm soát. Thành ra đó tất cả chúng sanh từ phàm phu cho đến các bậc thánh hữu học đều còn tái sanh. Nhưng mà đó, cái sự trôi lăn của phàm phu thì nó cái không có biết cái điểm dừng, cho đến khi nào mà những chúng sanh này do tạo trữ công đức phước báo, nhờ cái sự nỗ lực cố gắng tu tập, khi chứng đắc cái sơ đạo sơ quả Tu Đà Hoàn, thì có thể biết được chỉ còn tái sanh lại 6 kiếp. Sau 6 kiếp sống đó thì cái vị này đó sẽ cố gắng nỗ lực tu tập đạt thánh quả A-la-hán, thì lúc đó sẽ không còn tái sanh, chấm dứt sanh tử luân hồi. Cho nên là kết thúc cái đời sống trôi lăn trong tam giới, thì lúc đó mình mới biết được cái điểm cuối cùng. Chứ còn mà tất cả những chúng sanh phàm nhân thì không thể biết được. Cho nên cái hữu dư y là đối với các bậc thánh nhân thì chúng ta có thể biết được không quá 7 kiếp. Còn đối với các bậc thánh nhân A La Hán thì đoạn trừ tất cả các cái nhân để tái sanh luân hồi, cho nên là các ngài chỉ còn cái hành động, nhưng mà nó không có cho quả, cho nên là gọi là di tác, chỉ còn cái hành động thôi, nhưng mà không còn có cho cái quả gì sao. Tất cả đã đoạn trừ hết, cho nên các ngài cái mầm móng những cái nhân để đưa đi tái sanh đã được đào bứng tận gốc rễ, tất cả những cái phiền não đã được đoạn trừ, cho nên là hoàn toàn chấm dứt cái sanh tử luân hồi. Thì chúng ta hiểu để chúng ta trong đời sống hiện tại này chúng ta phải cố gắng nỗ lực tạo trữ nhiều những cái công đức, những cái thiện nghiệp, rồi tạo trữ những cái pháp độ ba la mật để chúng ta cũng có thể bổ túc các pháp để đủ điều kiện
trở thành Nhật Bậc Thánh hữu học trong tương lai, rồi cũng sẽ đoạn trừ cả những cái phiền não lậu hoặc ở trong nội tâm, đạt đến những cái cảnh giới tương đối an ổn tốt đẹp từ sắc giới, những cái vị chư thiên ở cõi trời sắc giới, để cố gắng nỗ lực tu tập đạt đến chấm dứt sanh tử luân hồi. Cho nên cái sự tái sanh sanh khởi là do chính chúng ta tạo. Nếu chúng ta nhờ có sự học hỏi hiểu biết, chúng ta tránh xa những cái nhân xấu, những cái nhân bất thiện, thì chúng ta sẽ tạo trữ thật nhiều những cái nhân lành, những cái chủng tử tốt đẹp, thì chúng ta sẽ tái sanh đến những cái cảnh giới tương đối an ổn. Hoặc là nếu làm người thì những người có địa vị, có tài sản, sống trong một cái đời sống tương đối an ổn. Còn nếu mà những chúng sanh không biết tạo trữ những cái công phước báo, làm những điều bất thiện, thì mặc dù là tái sanh làm người, nhưng mà tái sanh ở trong những cái điều kiện khó khăn, tài sản thiếu thốn, rồi thân bằng quyến thuộc ở trong những cái dòng tộc thấp kém, sống khổ đau. Cho nên vì vô minh và tham ái che lấp mà trói buộc chúng sanh vào trong cái dòng sanh tử luân hồi, vì thiếu hiểu biết cho nên trong cái thập nhị nhân duyên thì vô minh duyên cho hành, tức là do những cái hành động nó được thúc đẩy bằng phiền não si mê, cho nên tham sân sanh khởi. Mà chính tham là những cái nhân bất thiện, cho nên tạo trữ những cái nghiệp bất thiện nghiệp, và chính cái bất thiện nghiệp này nó đưa chúng sanh tái sanh về những cái cảnh giới khổ đau. Rồi nếu mà chúng ta có trí tuệ, có sự hiểu biết, chúng ta phân biệt những cái điều thiện, cái điều bất thiện, thì chúng ta tránh tha tất cả những cái nhân xấu, tạo trữ những cái việc lành, cố gắng học pháp, thì chúng ta có trí tuệ, rồi tránh xa cái tham lam mà đem ra thực hành cái hạnh bố thí, giúp đỡ mọi người với bàn tay mở rộng. Rồi chúng ta tránh xa những cái sân hận, tật đố, ganh tị, chúng ta sống với tâm tư có sự an vui đối với chính bản thân cũng như những người xung quanh, tâm bi thương xót những chúng sanh đang chịu cảnh khổ đau, tâm hỷ là hoan hỷ trước sự thạnh lợi an vui của những chúng sanh khác, và giữ tâm hành xả quân bình trước các pháp thế gian. Nhờ sự tu tập như vậy, cái nội tâm của chúng ta được an tịnh. Chính nhờ cái sự an tịnh của nội tâm, nỗ lực tu tập thiền định, làm cho tâm định vững vàng, để phấn thiền tuệ, và chính nhờ những cái tuệ giác này sẽ hướng đến các cái tầng thánh hữu học, rồi hướng đến tầng thánh
vô lậu. Thì qua phần chánh kinh cũng xin giảng giải thêm những cái ý mà Đức Phật dạy trong cái đoạn này. Và với phước báo này thì kính cầu mong chư Tôn Đức Pháp Thể Khai Ngang, kính chúc quý như quý Phật tử có nhiều sức khỏe, an vui, và chúc quý vị có thêm nhiều niềm tin để thực hành theo lời dạy của Đức Phật. Và cầu mong an vui, cầu chúc tất cả quý vị có nhiều sức khỏe, niềm tin vững chắc để thực hành theo lời Phật dạy. Cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Và bây giờ cũng xin tạm biệt đạo tràng để chuẩn bị đi công việc, tại phải đi về Pháp Bảo rồi đi xuống tới dưới Gò Công rồi, cho nên cái thời gian nó cũng hơi vội vàng. Và cầu mong tất cả quý vị an vui. Sa thú. Dạ con Nguyên Trang. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Thanh đã từ bi hoan hỷ dành thời gian vào rừng và giảng dạy cho chúng con ạ. Dạ sau đây con thỉnh sư Thanh Tâm ạ. Dạ con kính thỉnh sư Thanh Tâm cầm mic ạ. Dạ sư Thanh Tâm có trước máy không sư? Dạ sa thú, dạ con đã thấy bàn tay của sư, dạ con kính dâng mít lại cho sư ạ. Dạ, mô Phật. Trước hết, con xin kính lễ ba ngôi Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Thì kính chào đạo tràng, kính chào quý cô, quý Phật tử. Thưa quý vị, bây giờ là 9:55 thì mình còn nửa tiếng nữa. Nửa tiếng nữa quý vị nên tụng cái bài kinh này, bài kinh kinh Pháp Cú số 2. Suy nghĩ mỗi người nên đọc một lần nha, sẽ có nhiều lợi lạc đó. Kinh Pháp Cú số 2, tuy rằng nó rất là quen thuộc, nhưng mà suy nghĩ mỗi người đọc một lần, mỗi người đọc một lần thì mình sẽ hiểu Phật Pháp thâm sâu hơn. Rồi bây giờ xin Xuân Phong đọc trước nha. Mano Búp Bằng Maga Dhamma Mano Sattha Mano Maya Manasa Che Basang Ne Na Ba Sati Wa Karo Ti Wa Tato Nang Su Khamang Ve Ti Cha Ya Wa Ana Ba Chi Ni. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nếu với ý thanh tịnh nói lên hay hành động, an lạc bước theo sau như bóng không rời hình. Sư lặp lại. Mano Bhupang Maga Dhamma Mano Setha Mano Maya Manasa Che Basang Ne Na Ba Satiwa Karo Tiwa Tato Nang Sukha Mang Ve Ti Cha Ya Wa Anapa Chini. Theo kịp ha. Rồi bây giờ mời đạo huynh, rồi sau đó mời mấy cô, mời Diệu Đạt, mời Buông Bỏ, mời Thi Lâm, mời cô Huệ Ngọc, mời Diệu Pháp, cô Nguyên Hương, Nguyên Trang, Từ Mẫn. Rồi mời đạo huynh Xuân Phong nha, giơ tay trước à. Đạo huynh có trước máy không? Rồi kính mời. Dạ, con là đạo huynh, con xin thành kính đảnh lễ sư Thanh Tâm. Dạ.
kính chào Trang, Sích Thi Lâm và ông bà Năm, và còn một số người đó là đâu không biết tên, nhưng mà chính chào cả thầy và xin chúc mọi người thân tâm được an lạc. Dạ, cảm ơn chị Từ Mẫn, cảm ơn cô Nhà Trang cho biết tín hiệu. Dạ. Đạo huynh xin cái pháp cứu kinh đoạn số 2. Mano bup bang gama tham ma mano setta mano maya mana cha che ba sanne na pha sati 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 wa karo ti wa tato nang sukhang man wet wet ti cha cha ya wa ana ba yi ni. Dạ, đọc hình xin đọc lại lần nữa, đọc nó không có trơn tru như sự thanh tâm. Dạ. Mano bup bằng gama tham ma mano setta mano maya manasa che basan ne na pha sati sati wa chu ti wa tato năng xuất khá măng quyết ná ba dí ni. Dạ, theo bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu là ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo, nếu với ý thanh tịnh, nói lên hay hành động, an lạc bước theo sau, như bóng không rời hình. Dạ, đạo huynh đã đọc xong. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá và xin nhường bích lại cho một người khác. Dạ, thôi kính mời bạn là thiết hữu của đạo huynh. Dạ, mời cô. Dạ, mời cô Diệu Đạt. Nam Mô Bích Thạch. Dạ, con Nguyên Trang, và một lần nữa con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm. Dạ, con kính chào đạo Trang. Dạ, con xin đọc câu pháp cú số 2 ạ. Mano bup bang gama thamma mano setta mano manga mano maya manasa che pasane na pha satiwa karo tiwa tato năng tại gia man một bấp bằng gamma theta và nè chà ya na pa di ni mano bấp bằng gamma thamma mano setta no maya manasa pasane pha sati ti wa tato nang sukhi tato nang san we ti cha ya wa wa anna wa apa di ni. Ý làm chủ, ý tạo, nếu với ý thanh tịnh, nói lên hành động, đạt bước theo sau. Con kính mời đạo tràng ạ. Dạ, cảm ơn chị Từ Mẫn. Dạ, con xin xuống mic ạ. Dạ, mô Phật, một lần nữa kính chào đạo tràng. Câu kinh này hay quá mà sao
ít người giơ tay đọc ha. Rồi thì bây giờ sẽ chia sẻ dễ ý trong cái bài học hôm nay, đó là quý vị để ý nha, cái câu đầu tiên là ý dẫn đầu các pháp ha, ý tâm ý của mình là tâm ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu với ý thanh tịnh nói lên hay hành động, an lạc bước theo sau như bóng không rời hình. Thưa quý vị, là nó có cái câu chuyện, nó có cái tích truyện về cái bài học này. Cái tích truyện đó là có một gia đình ông bá hộ, hai vợ chồng chỉ có một đứa con trai thôi, đứa con trai. Nhưng mà cái ông bá hộ này đó, ông là người rất là keo kiệt quý vị. Ông khá giả lắm, nhưng mà ông rất là keo kiệt. Đứa con trai của ông bệnh đó, mà ông không có chạy chữa, ông không có đi mời bác sĩ, thầy thuốc về chữa bệnh cho con mình, mà ông nghe ai bày thuốc nam á, ông nghe ai bày cái lá gì, thuốc gì đó, thuốc gì về chữa bệnh là ông chỉ kiếm cái lá đó về nấu cho con uống thôi. Cho nên vì không có trúng bệnh đó, cho nên không có trúng thuốc đó, cho nên nó không có hết bệnh. Không hết bệnh mà bệnh càng ngày càng yếu. Ví dụ như cái nhà của ông ta thì ba gian, mà Ấn Độ thì cái thời đó, nước nó nóng lắm. Thì ông kẹo đến cái độ là ông sợ bà con bạn bè của ông đến thăm á, mà mỗi lần đến thăm như vậy là phải tốn trà, tốn nước, tốn trầu câu dữ lắm. Cho nên ông để đứa con ông ra ở ngoài hàng ba đó, ngoài hiên đó quý vị. Rồi ông đóng cửa, ông không có tiếp khách. Đại khái là như vậy, đại khái là ý nói lên cái sự kiêu kiệt của người cha. Thì quý vị biết Đức Phật á, là Ngài là người có thần thông. Cái công việc của Đức Phật á, là quý vị biết sáng thức dậy đó là Ngài đi trì bình khất thực, để có cơm, có đồ ăn, có vật thực. Rồi xế chiều á, Ngài thuyết pháp. Ngài thuyết pháp cho đệ tử. Rồi buổi tối đó, rồi ngày dạy dỗ ngày dạy dỗ chúng tăng. Rồi khuya đó, khuya đó ngả lời những câu hỏi cho chư thiên ở trên cõi trời xuống hỏi đó, chư thiên cũng có những cái thắc mắc. Đó, rồi gần sáng đó thì Ngài quán sát thế gian hôm nay đó, ai là người hữu duyên để mà tế độ. Tới đây là quý vị thấy Đức Phật rất là bận rộn ha. Rất là bận rộn, ngày ngủ một đêm có 2 tiếng à quý vị. Thì cái hôm đó đó, Đức Phật quán xét thế gian hôm nay ai là người hữu duyên để tế độ. Thì cái cậu con trai này là tên là Kim Hoàng, thì được lọt vào cái tầm mắt của Ngài. Thì sáng ngày hôm sau đó, Ngài đi trì bình khất thực á, Ngài đi ngang qua cái gia đình của ông bá hộ này nè. Thì lúc này á cậu Kim Hoàng á là nằm ở ngoài hàng ba đó, cho nên cậu ta thấy Đức Phật đi trì bình trước nhà mình. Mà quý vị biết Đức Phật là người có chánh niệm tỉnh giác, rất là trang nghiêm thanh tịnh, có hào quang, có hào quang rất đẹp. Thì cậu Kim Hoàng này là cậu thấy Đức Phật là
còn phát cái niềm tin liền, có cái đức tin nơi Đức Phật. Đức Phật là bậc toàn tri diệu giác ha. Cho nên cầu Kim Hoàng này đó, ông nhất tâm niệm Phật, nhất tâm niệm Phật. Thì sau đó cậu ta chết, chết với cái tâm mà đức tin đó, đức tin nơi Đức Phật. Cho nên cậu ta được sanh về cõi trời, được sanh về cõi trời. Thì khi mà sanh về cõi trời đó, cậu ta mới lấy làm ngạc nhiên, ủa mình từ đâu đến, rồi tại sao mình có cái thiên cung đẹp như thế này ha, rồi với một cái thân, cái thân của chư thiên nhẹ nhàng như thế này. Thì cậu ta đó mới quán xét lại coi từ đâu mình đến đây, thì mới nhớ ra là mình là con của ông Bá Hộ, mình bị bệnh rồi gặp Đức Phật, tin Đức Phật, niệm Phật rồi mình chết. Thì ông ta nghĩ thế, ông ta thương cha mẹ mà ông ta mới trở lại trần gian. Thì khi mà trở lại trần gian đó, thì thấy cha mẹ mình đang chôn cái xác, đang chôn cái xác của mình, mà ông bà thương con, ông bà khóc dữ lắm, vừa chôn con mà khóc dữ. Thì cậu Kim Hoàng này muốn độ cha mẹ mình, cho nên cậu Kim Hoàng đến gần đó, cậu ta cũng khóc, khóc lớn, làm ác tiếng, tiếng của cha mẹ khóc á. Thì hai ông bà mới giật mình. Ông bà nói, ủa cái thằng nhỏ mày ở đâu tới đây mà mày quấy rầy chúng ta, chúng tôi, khóc la ôm sầm. Thì cậu bé này mới trả lời là tại vì tôi thích có cái mặt trăng tròn vậy để tôi làm bánh xe tôi chơi, mà tôi được cho nên tôi khóc. Thì hai ông bà mới rầy. Cái thằng cái cục khờ dại, mặt trăng ở trên trời mà làm sao mà có để cho mày làm bánh xe mày chơi. Thì cậu bé Kim Hoàng này mới trả lời lại, thì ông bà cũng vô lý, vô lý hơn tôi nữa. Cái cậu bé đó đã chết rồi, còn cái xác không à, mà ông bà cứ khóc hoài như vậy, làm sao mà cậu bé nó sống vậy được. Cậu bé đã chết rồi mà ông bà khóc chỉ là vô ích thôi, khóc một chi, làm sao cậu bé mà đã chết rồi mà sống lại được. Thì ông Bá Hộ này mới hỏi, mày là ai, từ đâu đến? Thì lúc này cậu Kim Hoàng mới trả lời, thưa ông, thưa bà, tôi là con của ông bà nè, tôi đã chết rồi nhưng mà tôi được sanh về cõi trời đó. Khi mà sanh về cõi trời, tôi là nghĩ tưởng tới ông bà, tới cha mẹ đó, tôi muốn quay trở lại đây. Thì hai ông bà này rất là ngạc nhiên, rất là mừng rỡ khi thấy lại đứa con của mình. Thì lúc đó đó, ông bà mới vội chôn cái xác đó. Thì ông bà mới hỏi, nhờ đâu mà con được sanh về cõi trời? Thì cậu bé mới trả lời là cái lúc mà con nằm ở ngoài hàng ba ở nhà đó, thì con thấy Đức Phật đi trì bình ở trước nhà. Ngài rất là đẹp, Ngài là một bậc giác ngộ, Ngài rất là thanh tịnh, có thần thông sáng suốt. Con có đức tin nơi Ngài và con niệm Phật, rồi sau đó con chết. Thì chết với cái niềm tin đó, con mới sanh về được cõi trời. Thì hai ông bà mới hỏi, ủa bây giờ Đức Phật đang ở đâu? Thì cậu Kim Hoàng mới nói là ông bà, cha mẹ, Đức Phật hiện bây giờ đang ở chùa Kỳ Viên á, Kỳ Viên Tịnh Xá đó, ông bà đến thì sẽ gặp. Thì hai ông bà mới vội đi đến tìm Đức Phật.
Rồi sau đó hai ông bà quy y và tu theo Đức Phật kia. Thì nhờ như vậy đó ông ta muốn bớt khổ, bớt khổ vì mất một đứa con yêu quý đó, thì nhờ tu theo Phật, hiểu được giáo lý của Đức Phật, các pháp hữu vi là vô thường, các pháp hữu vi là khổ, các pháp hữu vi là vô ngã. Đó, nhờ như vậy đó ông ta mới buông xả những cái khổ đau. Thì ông bà là quy Phật, pháp tăng và tu theo Đức Phật. Thì nói tới đây quý vị thấy nhờ có đức tin nơi Đức Phật, niệm Phật và sanh về cõi trời. Chắc quý hiểu tại sao ha. Tại vì thứ nhất á, là cầu Kim Hoàng này đó, ông có đức tin nơi Phật. Cái thứ hai là ông niệm Phật. Khi mà mình có đức tin đó, mình niệm, thì niệm Phật á, là một cái đề mục thiền định quý vị. Quý vị nhớ trong cái 10 pháp tùy niệm á, nó có một cái pháp gọi là niệm Phật. Niệm Phật, 10 pháp tùy niệm đó là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng nè, niệm giới nè, niệm thiên nè, rồi niệm thân hành niệm nè, rồi nhẫn nè, rồi niệm tâm từ, niệm tâm xả. Đó là 10 pháp tùy niệm. Trong cái bài kinh 10 pháp tùy niệm này đó, thì Đức Phật có dạy rằng người nào mà nhất tâm ha, nhất tâm niệm thì người đó sẽ có thắng trí, đoạn tận được phiền não, người này sẽ đạt đến đạo quả niết bàn. Thì trong cái bài kinh tùy niệm này có người thắc mắc tại sao niệm Phật mà được có thắng trí đưa đến niết bàn. Tại vì niệm Phật chỉ là một phương pháp thiền định thôi, phương pháp thiền định, một trong 40 phương pháp thiền định, mà niệm chưa chắc là đến định nữa đó. Niệm nó chỉ khi mình còn là mình chỉ được đến cận định thôi, tại vì mình còn niệm mà, cho nên tâm mình nó chưa có định được. Thành ra những phương pháp thiền định đó, có những phương pháp đưa đến định, nhưng có những phương pháp chỉ đến cận định thôi. Vì nhớ, ví dụ như niệm Phật nè, tụng kinh nè, niệm tăng nè, niệm tăng là niệm A-la-hăng đó, niệm bố thí là nghĩ tới những cái điều thiện mình đã làm đó, mình niệm nhớ tới những chuyện thiện mình đã làm. Rồi niệm giới là tụng giới đó, tụng giới mình sách giới là mình tụng. Có người nào thích, có người thọ ngũ giới thì tụng ngũ giới, tụng tới tụng lui vậy đó. Có người nào tám giới thì tụng giới bát quan. Thì cái gì, ví dụ mình niệm thân thì làm gì mình niệm đó, thì ví dụ mình đi mình niệm đi nè, đi đứng mình nói đứng, nằm nói nằm, ngồi nói ngồi, thì cái đó nó chỉ đến cận định thôi, nó không có vô định được. Niệm hơi có vậy, hơi thở mà mình nói hết, mình nói hết, thở mình nói thở, cái đó nó chỉ cận định thôi, nó gom tâm trên đề mục. Cho nên niệm tâm từ, tâm xả cũng vậy. Nhưng mà ở đây tại sao Đức Phật lại nói trong cái kinh mà 10 pháp tùy niệm á, thì Đức Phật nói người nào mà có niệm á, niệm Phật á, người đó đưa đến thắng trí, đoạn tận phiền não, đến đạo quả niết bàn. Thì cái này đó sư đọc ở trong cái bài, trong cái vi diệu pháp á, nó có cái bài kinh mà gọi là chọn pháp môn tu đó, tức là chúng sanh nó có 6 tánh nha, quý vị để ý nha, chúng sanh ai cũng có 6 tánh này á, đó là tánh tham, tánh sân, tánh si nè, rồi trí tuệ nè, có hiểu biết đó, rồi tinh tấn nè, và đức tin, phải không? Phải 6 không? Tham
sân si có tánh trí đó, rồi tinh tấn và đức tin đó. Thì mỗi người nó có một cái nổi bật. Ví dụ có người cái tham nó nổi bật, có người cái sân nó nổi bật hơn, có người si nó nổi bật hơn, có người hiểu biết cái người trí đó, nó nổi bật, có người có tinh tấn nó nổi bật, có người có đức tin. Ví dụ như cái người đó, cái người tham á, lúc nào cũng nghĩ tới tiền tài danh lợi nữ sắc. Cái người này á, nếu mà chọn pháp tu á, thì Đức Phật dạy là phải quán về sự chết hoặc là quán về sự bất tịnh của cái thân cộng với lại cái pháp niệm tâm. Cái chỗ này nè đó, sư thấy lò ra cái chỗ này đó, thì phải có cái pháp niệm tâm nữa, nó mới đoạn tận được, nó mới có thắng trí. Còn về tánh sân á, người đó phải tập rải tâm từ cộng với lại cái pháp niệm tâm. Lúc nào nó cũng phải đi cái pháp niệm tâm á. Thì những người mà tánh si á, là phải quán vô thường, quán tới hơi thở chẳng hạn, tại vô thở là hơi vô thường, nó trị được cái tâm si. Còn cái người mà cái nặng về cái trí đó, cái người nặng về trí đó có nghĩa là cái người đó không phải mình vô mình gặp ông thầy mà tụng kinh nói pháp họ nghe liền đó, họ tin liền đâu, không có, họ phải suy nghĩ câu kinh này nó làm sao ha, dưới kiến ngũ uẩn là gì, họ nghe, họ phân tích, họ hỏi, đó là người có tánh trí đó. Còn có người mà không có cái đó, họ nghe thôi, họ không có hỏi, họ không hiểu họ cũng không hỏi nữa. Cái người có đức tin đó, đức tin ông thầy nói làm sao tụng sao họ nghe vậy thôi, họ không có thắc mắc. Và cái người mà có tánh nặng và tinh tấn đó, tinh tấn là siêng lắm, tụng kinh niệm Phật làm công quả dữ lắm, nó mạnh vậy cái đó. Rồi cái người nặng về đức tin, ví dụ như đức tin là niệm Phật chẳng hạn ha, rồi phải cộng với lại cái pháp niệm tâm mới được. Cho nên một người mà niệm Phật á, là phải biết thêm cái pháp niệm tâm nữa, chứ không mình niệm á, đành rằng ở bên Bắc Tông họ có những cái phương tiện là chuông mỏ nè để giúp cho người đó tỉnh thức khỏi cái sự mà phóng tâm phóng dật hoặc là buồn ngủ đó, nhưng cái đó không có ích lợi bằng phải đi với lại cái pháp niệm tâm. Mình vừa niệm Phật nhưng mà phải biết cái tâm mình thì cái tâm này, cái nào là bất thiện là mình phải bỏ, phải xả rồi có tính tấn niệm định tuệ, rồi thấy được cái tâm mình đó là vô thường, khổ vô ngã. Nhờ như vậy đó, người đó mới đoạn trừ, tức là người đó có thắng trí rồi người ta đoạn tận được phiền não, đưa đến niết bàn. Thì chia sẻ đó là những cái ý của sư về trong cái bài học hôm nay ha. Đó là dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nếu với ý thanh tịnh nói lên hay hành động, an lạc bước theo sau như bóng không rời hình. Thì cái cậu Kim Hoàng này nè, nhờ thấy Đức Phật trước khi chết đó, chúng ta có đức tin, chúng ta niệm Phật, thì cái cận tử nghiệp đó, đây là gọi là thiện cần ý nghiệp, thiện tức là cận tử nghiệp thiện, nhờ như vậy đó mà chúng ta sanh về được cõi trời, thì đó là cái phước của ông ta ha. Rất là hay. Cho nên quý vị nhớ niệm Phật để cho tâm nằm trên cái đề mục đó. Mục đề đó tính tấn niệm định tuệ, mình niệm Phật đó là cái đề mục thiện lành. Người nào chết với cái tâm mà niệm Phật thiện lành, người đó sẽ được sanh về cõi trời nha, hoặc là cõi người có phước. Dạ, mô Phật kính lễ tỳ kheo Nguyên Thông. Tỳ kheo hôm nay đi học trễ,
Tỳ kheo khỏe không ạ? Nếu khỏe thì kính mời tỳ kheo cầm mic nha, chia sẻ vài điều Phật pháp. Rồi kính mời quý vị được an vui. Kính thỉnh tỳ kheo ạ. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con cung kính lễ sư phụ Thanh Tâm. Con kính chào toàn thể chư vị chapter kính mến. Chào Nguyên Như, Quynh Đạo Quynh, Nguyên Hương, Nguyên Trang, Quế Ngọc, Chí Lâm, Pháp Đê Ca, Vũ Đạt và ông Bà Năm. Thưa, không biết là bữa nay mình học đề tài gì đó thưa sư phụ, chứ bị có người nào biết cho biết để từ đó thì Nguyên Thông sẽ nói lên những cái đề tài nó thích hợp với cái đề mục trong ngày nay. Dạ thì cái cốt lõi của đạo Phật cũng như là công việc mà người hành giả của chúng ta phải sống và phải làm, tức là cái chánh niệm tỉnh giác, tức là mình biết cái tâm của mình đang ở đâu, cái tâm của mình đang ở chỗ nào. Đức Phật giảng dạy rằng chư vị tỳ kheo hay là chư vị Phật tử khi gặp nhau thì đàm luận về Phật pháp, chứ không phải cái tranh giành. Dạ. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo tác, nếu với ý thanh tịnh nói lên hay hành động, an lạc bước theo sau như bóng không rời hình. Ý làm chủ yếu ý tạo tác, nếu nói lên hay hành động với tâm bất thiện thì đau khổ xeo tha theo sau như bánh xe theo chân con vượt kéo. Cái bài này là cái bài đầu tiên của đầu chứ là bài thứ hai trong kinh Pháp Cú. Thì vì vậy cho nên là chúng ta phải chánh niệm tỉnh giác để biết cái tâm ý của chúng ta, cái tâm hay cái ý của chúng ta thì đều là chiếc lá cả. Nhưng mà khi mà cái chiếc lá đó nó ở trong mắt thì cho chúng ta cái khả năng Nam Mô Bụt Thầy giá. Dạ sư Nguyên Thông, tụi con hết nghe sư rồi ạ. À. Dạ con kính thỉnh tất cả sư Nguyên Thông. Dạ con xin xuống mít ạ. Nam Mô Bụt Thầy giá. Dạ con Nguyên Trang, và một lần nữa con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, kính chào đạo tràng. Sư Thanh Tâm, sư Nguyên Thông bị rớt mít rồi. Dạ con kính thỉnh lại bàn tay và dạ, sa thú con kính nhân mít đại sư ạ. À. Dạ, mô Phật, kính thưa đạo tràng. Bây giờ là 10 giờ 27 rồi. Thời gian cũng vừa phải lẽ. Bây giờ kính mời quý vị ngồi
tĩnh tâm, ngồi tĩnh tâm niệm Phật 5 phút nha. Rất là đơn giản, đơn thuần là thấy biết, hay biết thân và tâm của mình và thu thúc lục căn, thấy như thấy, nghe như nghe, mùi vị cảm thọ, ý nghĩ, thấy nó là vô ngã, thấy nó là vô thường, vô ngã, thấy biết sanh hay diệt, sanh hay diệt, và không có chấp, không có chấp thủ. Trở về với hơi thở, hít thở thư giãn. Mô Phật kính chào đạo tràng, kính chào Tỳ Kheo Nguyên Thông. Tỳ Kheo Nguyên Thông bị rớt mic ha, internet không tốt, chắc có lẽ phải mua cái máy Simpson Simpson gì đó. Rồi bây giờ là 5 phút đã trôi qua, quý vị thấy thân và tâm của mình ha, điều này rất là quan trọng. Mình thấy được thân tâm của mình, mình biết được thân tâm nó sanh nó diệt, nó vô ngã, thì ở đâu mình tu cũng được. Vì nhớ có cái câu chuyện trong thiền sử đó, có một vị
sư trẻ, ông đi tầm sư học đạo đó, khi mà ông lên trên núi cao, ông gặp một vị thiền sư. Vị thiền sư mới hỏi là: này này con, đi đâu vậy? Thì vị sư trẻ này mới trả lời: bạch ngài, con đi tầm sư học đạo, con đi đi cầu pháp, ý nói là cầu Phật pháp. Thì vị thiền sư mới hỏi: này con, hãy nói cho ta nghe, chỗ nào không phải là pháp ha, chỗ nào không phải là pháp? Nghe chỗ này đó thì cái cậu thiền sư trẻ này mới hiểu ra tất cả đều là pháp. Thân tâm, cái gì mình thấy, nghe, mùi vị, cảm thọ đều là pháp, là pháp hữu vi, thì nó là vô thường, khổ, vô ngã. Đó, nghe chỗ này cậu ta liễu ra, hiểu ra thân tâm mình là pháp. Thì từ đó thì cậu trở về chùa và tu thiền, tức là mình nắm được cái yếu lý của nó đó, thì ở đâu mình tu cũng được ha. Tu được á, tức là thấy được, thấy rõ thân tâm, thì từ từ mình sẽ giác ngộ, giác ngộ khổ. Hữu thân là hữu khổ, khổ là nguyên nhân của khổ, và hết khổ. Rồi bây giờ kính mời Tỳ Kheo Nguyên Thông phúc chúc cho đạo tràng nha. Kính mời sư ạ. Bhavatu sabba mangalam rakkhang tu sabba devata sabba bhuta nupave nasada sauti pavantu te bhavatu sabba mangalam Alang rat tu sap bade bata sap batama nufave nasada soti pavang tu te pavang tu sap bamangalang rat kang tu sap bade bata sap basanka pave nasada soti pavang tu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì cho người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo cho được quả thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thú, sa thú, sa thú. Dạ con xin kính tri ân sư Nguyên Thông đã thay mặt chư Tăng để chúc phúc cho đạo trong buổi tối hôm nay. Và con cũng kính tri ân sư Thanh Tâm đã bận rộn sắp tới lễ dân y rồi mà sư cũng vào room để giảng dạy cho chúng con bài học của ngày hôm nay. Dạ sa thú lần thay ạ. Bây giờ thời gian đã cũng vừa phải lẽ, Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Dạ đề qua tạ sanh ti quy hà ra qua si ni thụ bê kha rê bô thi kha rê tạ hình tạ hình tạ tham ma đa nê na pha văn tu pu chi ta so thình ca ron tê tha quy hà ra măng đà lê thế ra cha mẫn cha na hoa ca cha phình kha vô xà ra mi ca đa na pa ti u ba sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma chia sa ra sam ba na phú ta su khi ta pha văn tu tê cha la bu cha ye bi cha an da sam pha hoa san se da cha ta tha vô pa pa ti ca ni ya ni căng thăm ma ba răng ba tình cha tê sầm bê bi đúng kha sa con tu sang kha giang tha tu chi răng sa tăng thăm mô thăm mắn tha ra cha bung ga la sang khô hô tu sa măng gô qua anh tha ya cha hi ta ya cha âm hê răng kha tu san thầm mô sam bê bi thầm ma cha ri no gu thân sam ba bu nay ya ma thầm ma ri yam ba quê đi tê y đằng nô nha ti năng hô tu su khi ta
hòn tu ta yu y đằng nô nha tì nằng hô tu su khi ta hòn tu nha ta yu y đằng nô nha tì nằng hô tu su khi ta hòn tu nha ta yu y đằng quá tám mê buồn nhằn à xá quắc khá và quá hằng hồ tu á nà gá tề cà lề. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Nguyên Như xin hẹn chư Phật tử trở lại trong Nguyên Như Kỳ Viên vào ngày mai, tức là ngày thứ tư ở Việt Nam và là ngày thứ năm ở bên thứ tư ở Mỹ và thứ năm ở bên Việt Nam. Và con xin sám hối. Và Nguyên Như xin trân trọng kính chào toàn thể chư vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, mô Phật. May quá, Tỳ Kheo Nguyên Thông đã trở lại. Kính chào đạo tràng, kính chào Tỳ Kheo Nguyên Thông. Thưa sư, hồi nãy nghe nói Tỳ Kheo Pháp Thanh đó, ông sẽ đi dự lễ dân y, lo lễ dân y, cho nên ông nghỉ một tháng. Thứ ba thì xin mời Tỳ Kheo Nguyên Thông thay thế nha, thay thế ngày thứ hai, thứ ba từ 9 giờ cho tới 10 rưỡi nha. Thì Khen Nguyên Thông có nghe mà cho tín hiệu số 1. Dạ, thứ hai, thứ ba từ 9 giờ tới 10 rưỡi á. Rồi, rất là hoan hỷ. Xin theo nhận lời nha. Rồi. Dạ, một lần nữa cảm ơn tất cả quý Phật tử đã đến với lớp học và hỗ trợ học đang vui thanh tịnh được nhiều lợi lạc. Hẹn gặp lại tất cả quý vị vào tối mai, 9 giờ tối ngày mai. Xin kính chào tạm biệt. Kính chúc Tỳ Kheo Thanh Nguyên Thông ngủ ngon nha. Kính chào tất cả quý vị ạ.